cộng đồng mạng trong nước ngoài nước nè thấy cái mặt của con Lệ này, nên làm ơn đừng có kết nối yêu thương với cô này nữa, để cho người ta trở về với chồng với con người ta cho có hạnh phúc một chút. Chồng con người ta có đó mà người ta vẫn bỏ được, sau này theo mấy anh rồi thời gian cũng bỏ, đừng có nghe lời cái miệng của ông Mạnh. Ông Mạnh ông này cũng cái miệng của ông cũng dữ lắm, cái miệng làm như vậy đó ông có tội không ông Mạnh đó, ông làm như vậy chi vậy để cho cộng đồng mạng người ta kêu hiu ông vậy. Mà ông cũng cái đời ông cũng không có vợ được đâu Mạnh ơi, cuộc đời của ông này đây sắp tới là cũng hết, lên cộng đồng mạng cũng có vợ, không có tìm vợ tìm con gì được hết trơn á đó. Tôi nhắn nhủ lại vậy đó, mấy anh mấy chị ở trong nước nhìn thấy mặt con Lệ này nên tránh xa ra. Con người đàn bà vậy là không xài được. Tôi là cũng gần đàn bà nè, mà tôi thấy là tôi còn bức xúc. Dạ. Mình không ở với chồng mình thì mình cũng phải nói cho tốt, không ai mà hoàn hảo hết. Đi biêu xấu chồng mình không, mình cái gì cũng tốt hết. Hồi đó không thôi thôi, hồi mà lúc mà còn chưa có con đó mình thôi đi, rồi đừng làm khổ cho con mình. Có đâu mà hai ba đôi mặt con rồi mà dặn này bé ống nghe ông Mạnh lên chương trình rồi cái câu rồi cái thôi giờ cười ông nuôi tôi không nổi, để tôi lên tôi tìm chồng, và bỏ chồng bỏ con vậy đó, để cho chồng con đi lang thang tứ xứ đi kiếm, khóc la làm như vậy đó rồi thấy tổn thương không. Mà ông nào mà coi nghe được cái clip này mà vẫn ưng con Lệ này đó là ông nó cũng hết xài được, hết xài được. Tôi nhắn nhủ lại mấy anh. Còn mấy chị nha, chị Hồng ở ngoài Bình Thuận bán thuốc tây. Dạ. Yeah. Rồi thêm mà một con đại gia mà chăn bò đó, đại gia chăn bò đó. Yeah. Cũng kiếm chồng gấp đó. Đó. Tôi dưới này tôi có một cái cây và có bài thuốc, tôi chỉ mấy bà hay lắm, mấy bà liên lạc cái số điện thoại của tôi, mấy bà cứ liên lạc với tôi. Tôi trồng cây gòn gai để cho mấy bà leo lên tụt xuống chừng hai quận là mấy bà hết à, hết có gượng, mấy bà hết có muốn trồng, hết có gấp. Cái gì cũng từ từ thôi, mấy má làm quá khá rồi. Đó, làm viết rồi nghe mắc cỡ, hôm nay tôi coi viết rồi tôi cũng nhục nhã hết sức mấy chị. Mà đã người này kia người ta nói quá trời, nói tràn đầy cái lỗ tai rồi mà sao mà mấy chị cũng không có thấu hiểu được, không hiểu biết được. Con người sao mà kỳ cục chị. Còn cái bà mà 50-60 mấy tuổi cũng đi vô tìm ông Sơn, phải tìm bằng cho được ông Sơn à, chứ không được ông Sơn là không được. Làm như vậy đó rồi nhắm làm sao, nhắm về rồi không được ông Sơn rồi có lấy quần đội cái mặt không, che cái mặt lại không. Làm như vậy rồi có thấy mắc cỡ với con với cháu không, với xui với da không, mấy gì chứ không có. Ở trên thế gian này thì mình cũng nghe cộng đồng mạng nó tràn đầy cái lỗ tai rồi. Người ta chê chế nhiễu đủ cách đủ kiểu hết, con mắt đâu không nhìn không thấy, mà để mà tiếp tục mà làm hoài hết trò này tới trò kia. Tôi thiệt cho tôi nhắn nhủ lại với con của U77 này, về chứ đừng để ông đi nữa. Có đâu mà bữa nay đi tìm hết bà này tới bà kia, giờ nhớ là tới vụ bà 10, tìm bà 10 vô nhà người ta bị người ta đuổi đó, xấu hổ không. Cái mặt của ổng đâu có ấy đâu, mặt ổng dày còn hơn là gót giò chứ còn không còn cho bằng cái gì mà để coi cho được. Viết đi lên Phúc Nghĩa giờ nó cũng không thèm kết nối yêu thương nữa đó, ghê mắc cỡ không, nhục nhã không. Dạ. Chị xin cái số điện thoại của cái thằng em đó, nó sợ chị chửi ổng. Yeah. Chị hồi trưa chị điện trực tiếp với nó, chị nói bây giờ chị cho em cho chị cái xin số điện thoại của ông U77 đi, chị thương ổng nè, chị chỉ nhà cho ổng xuống nhà chị tìm nhà. Nó nói giờ chị chửi ổng hay gì. Tôi nói không, tôi không có chửi, tôi để tôi gặp cái mặt của ổng coi ra sao, để ổng xách xe ổng chạy, chuyến này ổng đem tiền nhiều lắm. Mấy chị nào mà biết ổng á, chuyến này cứ lột lưng ổng lấy hết ba tiền cho tôi, cho từ đây tới sau ổng từng đừng có đi gặm gật nữa, đừng có đi hết kiếm tới xứ này qua tới xứ kia. Chứ này đem tới mấy trăm triệu lận, 500-600 triệu gì đó. Mấy chị cứ nghe cái clip này thì mấy chị cứ chặn đầu ổng lại, xách đầu ổng vô, lột hết cho tôi, chứ này lột hết cho tôi, cho ổng một lần ông tận đó. Về đó kiếm bà nào về cũng không ở được bền. Ở cái bà sau này có 2-3 bữa
cô bắt ốc người ta sáng đêm người ta không ngủ không được, ta trốn rồi. Đây là vài bữa nữa bác có lên clip, bây giờ nè bác có lên clip đây rồi mới xấu hổ cha mặt dày này nữa nè. Dạ trời ơi, ơi nó nhục nhã. Tại vì biết biết ông ngoại như vậy rồi thì hổm gài cổ câu cổ cũng biết ha, mà tự nhiên cổ về vậy chi cho ông ngoại mò trời. Thì mấy người này cũng là nãy giờ chưa có gia chạm vô, chưa có ai mò cua bắt ốc, thành thử ra muốn làm cho biết. Biết rồi về đây rồi mang cái bệnh đường bà hết. Mấy mẹ này nè hỏi cho cái tay của ổng như vậy rồi ổng mò ổng làm sáng đêm vậy rồi hỏi cho còn cái gì. Đây rồi về mang bệnh đường bà rồi chết. Đó nó hỏi thật không kịp. Đó con người gì mà kỳ cục đó đi về đó, đó nói nổi nói cho nổi cho giữ tiền giàu có nuôi ăn nuôi bệnh. Về hả phải dùng đi câu cá ban cá đìa đó cho ăn thấy bà nội luôn. Mấy cá rô phi hả chị? Dám xuất tiền ra mua. Ừ, thịt heo còn không dám mà mua nữa, còn không dám xuất tiền ra nữa, hỏi chứ rồi nuôi ai? Nuôi hạt bá hủ vậy chứ nuôi ai dụng mặt chả. Mà vậy mà cũng nghe lời. Bữa nay có con mẹ nào bốn mấy năm mươi nữa nè. Cái ông đó mới lên clip hồi chiều, ông cá, ông nói bây giờ đó làm tờ cam kết phải về sống với ông cả đời. Thì đằng này chịu trách nhiệm cái gì ông cũng chịu hết, còn bằng mà bỏ đi là nửa chừng là phải đền bù đáp lại ông cái gì đó, bồi thường ông cái gì đó. Là ổng kiếm xe cho mà để đưa về tới nhà ổng đó. Bạn mẹ này đáng tuổi cháu ngoại ổng thôi, mà con mẹ này cũng là nhìn cái mặt thì chắc cũng là tới nữa rồi đó, tới rồi, tới nước tới nái rồi. Bởi vậy Lâm TV nó chửi không sai, thiệt không sai luôn. Lâm TV nó chửi còn chửi dữ lắm, chửi đó chửi gì mà không trùng đầu không mắc cỡ. Mấy chị này thiệt tình nó tức quá chừng tức, hôm nay cũng còn chồi cái đầu lên, chồi cái đầu. À, hôm nay cái ông Mười Cây Vàng cũng thúc đầu rồi. Ông Đại Gia Sơn cũng thúc đầu rồi. Rồi thêm ông Mạnh cũng thúc đầu rồi. Đó. Bây giờ còn có con cha già 77 này á, trồi lên. Với mấy con mẹ mà con mẹ Bình Thuận đó. Với con mẹ mà bữa hổm kiếm cha Sơn đó. Mấy con mẹ già này nè, già mất nết nè, già không nên nết nè. Thiệt tình á, con người gì mà không có lỗ tai mà cũng không có con mắt. Tôi không muốn nói nặng mấy chị đâu, thiệt tình đó. Mà tức quá mấy chị làm bôi bác cái phụ nữ người ta. Trên xã hội này cũng còn nhiều người tốt lắm, không ai mà như mấy chị quá tệ, quá xấu vậy đó. Thiệt tình đó. Còn chị Như cũng vậy đó. Chị Như đó, thích ông Mạnh. Rồi kết cục người ta có vợ rồi, cái đi ganh tị, đi nói xấu, chửi người ta, đồ quậy người ta, đồ đánh người ta. Con người gì mà kỳ cục, già còn chưa hay già, làm như còn hơn tụi trẻ nữa. Cầm gật mấy vị ta nói hả, Lâm TV nó nói đúng á, tới nước tới nái hết rồi. Mấy người này cái cọng dây xấu hổ, cọng dây nhục đứt hết rồi, không còn mà biết nhục mà biết xấu, thành thử ra mới tới mức độ như vậy. Tôi nói á là con người của mấy người á, từ đây sắp tới á, đừng có bưng cơm ăn bưng chân, nó còn khôn hơn cái hạng mấy người mà để mà làm như vậy, làm cái trò cười cho thiên hạ, làm trò cười cho thiên hạ. Nhiều cái tôi tức không muốn nói nặng, mà không nói nặng thì không được. Nhất là cái con đại gia, mà đại gia con đại gia bò đó, con nhỏ đó nó còn chảnh chạ còn hơn ai hết. Bữa hổm rồi lên còn chửi người ta, nói người ta giọng thứ này thứ nọ, nói ra chạy bò cả mấy cái trăm ngàn con, cái ngàn con một thằng nuôi thằng dữ à. Hỏi chứ nó nói chuyện gì vậy đó, nói chuyện ai tin đó. Còn ba cái sổ đỏ sổ đồ đó, không chừng ba cái tiền bỏ ra cho người ta rồi miếng gì trăm hai trăm triệu vậy, rồi nó lấy đất lấy thẻ đỏ, giữ thẻ đỏ của người ta chứ làm gì sổ đỏ mà cái đóng có len gì vậy. Con này ha, đây nè mày coi theo cái giờ nè, mày vô gõ mày ngồi bây giờ đây nè, không có lâu đâu mày đừng có đổ nghe con đại gia bò. Nó nhắn nhủ lại con đại gia bò đó, cái mặt của mày á, mày đừng có đem đi, mày đừng có đi đâu nữa chứ, bây giờ đi làm từ thiện làm gì, mày làm đạo đức giả. Mày chửi người ta cho đã rồi giờ mày đi làm từ thiện, dốc vu láo, làm cho lấy tiếng. Cái mặt của mày là mặt xạo. Con người gì mà ăn nói lên nói chuyện, nói người ta nói không đúng sao? Mày chửi người ta, mày chửi người ta không bằng cộng đồng mạng chửi mày đâu. Nói mày không biết nhục, nhìn cái bản mặt của mày là biết mày xạo rồi đó. Mày có chừng mày theo làm vô gọi mày ngồi bây giờ nè, chứ mày đừng có phe cho nhiều. Mày tưởng là mày nhiều vô mày hay đó, hôm nay đó cái thằng đại gia trúng số đó thục đầu rồi đó. Còn mày đó, mày coi chừng đi, kêu án mày rồi đó, không lâu đâu, đại gia chăn bò.
Nó nói nhiều cái tức quá, coi hôm nay rồi chị tức. Rồi còn mấy cái con mà mới chồi đầu lên năn nỉ mấy chị á, làm ơn làm phước, mấy chị cũng từ từ thôi, vừa vừa thôi mấy chị, để nó im im chút đi rồi mấy chị ha kết nối yêu thương, yêu tình dục tình duyên gì cũng được. Còn này mới gần gỗ đây, bây giờ mấy chị cứ tiếp tục đi nữa, đi lên đi tìm đi kiếm nữa đó, bây giờ đó thằng hết rồi. Dạ. Em ơi, không còn nghe tiếng tâm nữa, bị cộng đồng mạng ném đá quá rồi. Dạ. Nó nói làm cái gì cũng vậy trơn á, mình làm có tiền cũng phải làm cho đúng cái nghĩa của người ta, nói ra thì không có tiền, nói ra cái gì cũng không có chân, không làm sao mà đâu có ăn cơm nhà, cơm áo gạo tiền của vợ con mà đi ngồi mà làm không, làm gì không có. Cái tiền lương của nó còn hơn giám đốc luôn đó, chứ đừng có nói giám đốc chưa bằng luôn á. Yeah. Nó thẳng luôn là vậy đó, chứ đừng nói không tiền. Nó làm cái tình trạng đó, hỏi cho một người vô kết nối yêu thương đâu có cho ít đâu, cho 200-300, 500-300 không, chứ đâu có cho ít đâu. Hỏi cho một ngày nó 20-30 người là bao nhiêu tiền trong đó rồi, mà nó nói cái giọng tốt của nó, mà nó kết nối, nó có khi nào nó tới nhà người ta mà nó quan sát, tới nhà người đó coi người đó thật sự có chồng hay không chồng, rồi người đó có vợ hay không vợ. Mình như vậy đó mới là chính đáng đó, làm như ông Sơn nó làm ra bể tà le tức lét hết trơn đó, làm như vậy chi. Rồi bây giờ cái con Lệ đó, nó thôi chồng còn đó, rồi bỏ chồng đi lên kết nối yêu thương, rồi đi phỏng vấn nó, mình cũng phải xuống tới nhà quan sát người ta đàng hoàng đi, rồi mình hãy là cho lên phỏng vấn. Có đâu mà nghe lời, nghe cái miệng người ta nói tôi không chồng cái cho lên, rồi tôi không vợ cái cho lên đó. Rồi bây giờ đổ bể cái tùm lum tà la như vậy đó, rồi hỏi chứ mang tai tiếng cái chủ kinh đó. Yeah. Làm như vậy chi vậy đó. Từ đây sắp tới là không còn uy tín nữa, mấy cái chủ kinh này giờ hết uy tín rồi đó. Tụi em là tại vì nội mà người ta kiếm tụi em không, mà người ta nói nội cái đường mà cái YouTube đó, tiền còn hơn là mấy thằng này. Mà tụi em làm cái này cũng đâu có gì có tội đâu, không có gì mà để gạt gẫm ai chơi đó. Còn cái mấy cái thằng này nó làm không có chính đáng, coi giết rồi một ngày một thấy là thấy lộ liễu luôn. Thưa mấy mà người làm YouTube nè, để thưa để coi cái nó thưa sao, nó thưa ra nó mới là sai trăm bề, nó là tội nhất là nó, chứ nó đừng có nói thưa mà nó thưa người ta. Nó làm mà nó ăn tiền người ta, đây là bao nhiêu người ta cũng lên, ta cũng nói gì, ta cũng nói là ăn tiền chứ bộ không tiền sao làm giùm ta không, cái gì cũng là giùm hết, miễn phí không à. Yeah. Cái gì cũng miễn phí không à, mà thật sự đâu phải vậy, đâu phải miễn phí. Bây giờ đặc dụ như mình chấp nhận làm kết nối yêu thương thì tùy hỷ người ta muốn cho mình như cho, còn cái chuyện này mình đừng có đặt để. Thay vì nói thôi giờ chỉ cho tôi tiền cà phê tiền xăng đó, rồi tiền cà phê tiền xăng là bao nhiêu, nhiêu cho đủ, không lẽ để 100-200 đó, nghĩ đi, làm như vậy chi vậy. Yeah. Mà phải như mình làm thành cuộc thành công đi, người ta cho mình nhiêu cũng không được, cũng không tiếc chứ. Còn này lên thì cứ là phỏng phỏng nói khơi khơi vậy đó, rồi được không được thì cũng là tiền là trước mắt rồi, lấy trước người ta rồi, nó làm gì chi. Mà nói ra thì đạo đức đó, từ đây sắp tới hơn là từ đây hết rồi, không còn mà nổi tiếng nữa đâu, ta giặt bộ mặt ra hết rồi. Từ tới nói bây giờ làm ra một cái là thất bại, thất bại rồi, thêm bây giờ thêm còn đeo con đại gia bò này nữa nè, còn yeah. càng chìm nữa, cộng đồng mạng ném đá còn dữ nữa. Yeah. Đó bây giờ thôi, giờ tối ngày thấy nó đi với con đại gia bò này đi làm từ thiện, làm như vậy hỏi như có chúng ở đâu mà có xàm, không có đâu là đâu, không có đâu mà được mà thấy coi có ý nghĩa gì hết trơn. Dạ chị đó, chị cái bữa đó chị có coi cái bữa mà U43 đi tiễn chồng gấp không chị? Có U43 tiễn chồng gấp đó, thì cái đó mình cũng thông cảm cho người ta đi. Em có đứa con đó phải không? Dạ đúng rồi. Nhỏ có đứa con đó, tại vì chị bữa đó chị có lên thằng bạn của em. Yeah. Bữa mà em nhậu xỉn về đó, em đi nhậu mà bữa đó xỉn đó, em không có làm, chỉ có lên kênh bạn đó. Chị yeah. có nói bây giờ đó, cái trường hợp đó mình cũng nên thương, tại vì cái đó người ta cũng là bế tắc rồi. Yeah. Thì cái đó người ta nói, cái đó người ta cũng không nghĩ là cộng đồng mạng mà ném đá, người ta nghĩ là người ta nói. Trong khi đó người ta con ta đau mà không có tiền, bây giờ mướn nhà trọ thì phải đóng trước một tháng. Yeah. Thành thử ra nó nói bây giờ nó lên trọ nó kết nối yêu thương, mà ai thương thì trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ là nó sách đối đi theo. Yeah. Thì cái đó đi theo để nương tựa cái chỗ ăn chỗ ở, thì cái đó không có nên ném đá nó, thấy thương nó tội nghiệp nó. Chị yeah. lên tiếng rồi đó,
là cái chị ở đâu nè, chị đó tên gì đây nè, chị thành phố á. Bữa đầu chị chửi nó, chị nói nó là cho nó là một con không đàng hoàng, con là này nọ đủ thứ, làm biếng làm nhát, siêng ăn biếng làm gì đó, cho nó là đủ thứ đó, ném đá nó dữ lắm. Rồi chị lên chị nói chị em thương tình em này thì nên giúp gì được giúp, chứ đừng có cho em này là vậy không có đúng. Mình thấy rõ ràng là trước mắt theo như mình bây giờ ôm con nhỏ đi làm cái gì được cho ai. Thành thử ra em nó cũng là vô con đường cùng rồi, nó mới lên nó nói vậy, mà cái lời nói cũng nó hơi sơ sót. Thôi mình cũng đừng có nên chấp nhất, mình quan hỷ. Thì chị em nào có công ăn việc làm gì thì giới thiệu cho em nó làm. Chị cũng có lên tiếng, bây giờ đặc ví dụ như em nó ở đâu chị không biết, cho phải ở gần đây chị cho tá túc, rồi gửi con đi, rồi đi làm, tiền nhà chị chịu hết cho. Không lấy một kia một đồng xu nào. Đó là như chị nuôi cơm luôn, cho một tháng đầu, hai tháng đầu luôn. Rồi chị nói vậy rồi cái chị đó chị nghe được. Bây giờ chị cũng nói bây giờ thôi chị chỉ chỗ đó, chỉ nhà đó, rồi ẵm con cho ảnh đi, chị giúp đỡ cho, hướng dẫn cho chuyện làm ăn. Đó thì nó tốt rồi đó, em nó tốt rồi đó. Mà bây giờ là cái bữa đó đi đưa vô chùa chị ơi. Nghe nói là tài xế nào nó rước. Dạ không, như là cái bữa đó là công bố là đi vô chùa, hai bạn quay đó, nó là cho như là có thầy chủ trì nào đó là nhận vô chùa rồi. Nuôi em bé à, nuôi mẹ luôn, nuôi hai mẹ con luôn, thầy chủ trì nhận rồi. Đúng rồi, không mà cái đó là cũng nên là theo chị cũng kêu về đây mà, chị cũng kêu về đây chị cho tá túc với chị mà. Dạ. Chị cũng muốn giúp đỡ mà, chị cũng nghèo thiệt mà, chị cũng mà cái chị trên phố này chị cũng kêu về trên nhà chị chịu hướng dẫn cho chuyện làm ăn nữa. Yeah. Thì cái đó thì cũng nên thương đó. Rồi bây giờ nghe cái vụ tiễn chồng gấp với con đại gia bò đó, nó cũng là tiễn chồng gấp đó, nó lên nó tiễn chồng gấp đó, đó nó gấp với mấy con bò đó, cho nó gấp dài nó mặt xạo của nó đó, nó giàu vậy, nó đâu có phải đợi tiễn chồng gấp, nghe người ta gấp rồi có người nuôi còn nó gấp chắc không ai nuôi nó rồi đó.